Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Audi e-tron GT 2023. Audi e-tron GT 2023 là mẫu xe điện được sản xuất và lắp ráp tại Đức. Về Việt Nam, xe được phân phối hai phiên bản là GT Quattro, RS GT Quattro. Ưu điểm: thiết kế thể thao, ấn tượng, nội thất rộng rãi, trang bị tiện nghi cao cấp, động cơ vận hành mạnh mẽ, công nghệ an toàn, hiện đại. Nhược điểm: giá bán cao, chạm sạc điện chưa quá phổ biến ở Việt Nam. Kích thước Audi e-tron GT 2023. Audi e-tron GT 2023 sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4989 x 1964 x 1413mm, cùng với chiều dài trục cơ sở lên đến 2900mm. Audi e-tron GT 2023 là mẫu xe điện sử dụng chung nền tảng G1 với Porsche Taycan. Bên cạnh đó, phần đuôi xe hạ thấp khá tương đồng với A7 Sportback đầy tính tương lai của hãng. Vẻ ngoài của GT khá hút mắt khi được kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thể thao nhưng cũng đầy sang trọng của một mẫu xe hạng sang. Nhìn trực diện, đầu xe Audi e-tron GT 2023 mang đường nét mảnh mai, uyển chuyển. Điểm nổi bật nhất ở phần đầu đó chính là lưới tản nhiệt đã được thay thế bằng bộ khuôn sơn đen hình lục giác. Nhiều đường dập nổi trên nắp capo giúp xe tăng thêm tính khí động học. Nhìn từ bên hông, thân xe Audi e-tron GT 2023 gây ấn tượng với tạo hình mưu dài. Chân xe bo góc nhẹ nhàng và hạ thấp dần về phía sau. Hai bên đã được hãng thiết chế những đường gân, sập giúp tăng hiệu suất cản gió. Vỏ bọc bên ngoài GT làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm, các bộ phận khác làm từ thép dập nóng. Đuôi xe e-tron GT 2023 hạ thấp từ trụ xe, đậm chất thể thao. Cụm đèn hậu dạng tia hình mũi tên được nối liền bởi một dải led mỏng giúp phía sau liền mạch và thống nhất hơn. Phía trên là cánh gió gắn liền với thân xe. Audi e-tron GT 2023 có 9 màu: trắng Ibis, xanh Ascari, xám Daytona, bạc Floret, xám Kemora, đen Mythos, xám Suzuka, xanh lá Tactical và đỏ Tango. Audi e-tron GT 2023 đem đến